Cái bên cả thùng ấy luôn rồi khác cả thùng. Rồi hôm nay mình chia sẻ lại cho anh em con xe Future 125 này, đúng không? Ở trạng thái bình điện hư luôn. À, được chưa? Để cho anh em hiểu rằng mình sẽ giải quyết cho anh em trong cái ban bận này, mình chỉ biết là mình chia sẻ thôi. Mình thì không cần phải lăn tăn cái vấn đề gì cả, lăn tăn là những con xe mang vào mình phải giải quyết cho nó xong. Đó, được không ạ? Thì mình chỉ biết là chia sẻ, anh em xem cái video này hay anh em chia sẻ lên. Đây con xe Future. Con này đầu tiên của Việt Nam, nó sẽ là cuối của 2013 cho tới 2017. Đấy, full 2, full mập. Được chưa? Sau này nó sẽ là full LED. Đó. Đây. Con này IC nó có rất nhiều ký hiệu cho anh em. 71, 21 nha. G01 xài chung luôn cũng được. Nó có rất nhiều mã trên con Future này. Và ngày trước Future này anh em ở tour rất bị hay bị IC ngủ nha. Đấy, cái file, những cái file ngày xưa. Đấy. Ok. Và xin đính chính lại cho anh em vấn đề này, viết cái comment đấy. Hai anh ở đây là Sơn Nam, cũng là một người anh em thôi, thân quen. Thì tất cả mọi người viết cái tên thì viết cho nó đúng một tí. trước khi viết chính tả, cô giáo bảo phải đánh vần ABC bờ cờ, phải ghép lại AO AO AO. Tuấn thì đương nhiên phải viết là chữ T U ớ N Uân Tờ Uân Tuân Sắc Tuấn. Nhiều bố viết comment cứ tên là Tứng. Tên là Tứng. Ăn tên người ta có cái tên thì hay thế. Cha mẹ đặt tên là Nguyễn Đình Tuấn, biệt danh là Tay Ga Đình Tuấn. Thế mà nhiều anh em cứ tên là Tứng. À, ok, đúng rồi. Em như vậy thì làm sao mà ăn bẻ em được. Đấy. Đấy, thầy Tửng. Đấy, Hùng Lê. Đấy, lại thầy Tửng. Những anh em nào viết sai chính tả, tốt nhất chúng ta nên phải đi đánh vần, học lại một chút xíu. Do thứ nhất là nhiều anh em mình ngày xưa là học, bản thân thì Tuấn vậy, học chữ nó ít. Đôi khi mình viết sai từ chính tả, đúng không? Có tên thì anh em phải đọc cho nó đúng tên. Hôm nay view cái này khoảng 70 người chơi được không nhỉ? Con xe Future này, Future coi như là bình hư luôn đi. Đấy. Rồi thằng anh em nào gắn tên Nguyễn Thành Lâm vào luôn. Lâm em đang ở đâu? Con xe Future của em này, anh làm lại cái video này cho em luôn này, để nó hoàn hảo. Còn anh làm xe thì không có thằng nào bịt được mắt anh cả. Anh nói thật, trừ khi là đi mẹ máy bay hay là những dòng xe mô tô phân khối lớn, bốn máy, nào à? Đấy. 4 bình xăng, 4 bét thì Đình Tuấn xin thua. Còn cỡ mà cứ lêu diêu từ những cái dòng xe phun xăng điện tử đời đầu của những cái dòng xe Honda A-Black 209 cho tới đầu 2011, hết đời đầu, đời thứ hai là AB đầu bò, với tất cả xe phun xăng điện tử thì thật sự nó vào cửa hàng này thì thật sự nó không có đường đi về. Đấy. Rồi Nguyễn Thành Lâm. Đấy, anh view lại cái clip này cho em trai này. Và tất cả những anh em nào tay nghề yếu, bắt bận là phải chết. Và hôm nay chẳng có cái gì cái to tác đâu. Thì anh em làm nghề hôm nay chết, ví dụ chết cái con này thì anh em phải thay cái này luôn. Không có anh em lại tiếp tục, anh em phải dính thêm con IC thứ hai. Ok chưa? Cái này gọi là cái từ làm lâu mà có kinh nghiệm ấy. Kinh nguyệt hay là kinh nghiệm gì đấy. Rồi ok, thần Y bỏ qua bên đi, chán quá không thần Y. Rồi like, chia sẻ. Mình hôm nay mình đang cúng, thật sự chưa ăn cơm bởi vì con xe này chiều nay mình sợ là khách hàng tới lấy. Đấy, nên mình view cho anh em luôn. Ôi, xịt kê nè. Mình cảm thấy mình khoái cuộc đời này, anh em ủng hộ mình là mình view hết cho anh em luôn. Đấy, không cần phải hiểu sâu. Làm được. Ôi, xịt kê.
Rồi những anh em hội nhóm nào cảm thấy em chia sẻ nhiều quá khó chịu, chặn cái Facebook em lại luôn đi. Và xin ra hội nhóm để chia sẻ, mới ăn cứ bảo là hủy ban quản trị thì mới ăn hủy luôn. Rồi bắt đầu một con xe này phu. Rồi xe này chạy hổ ghê thật, 92.803 km, 92.803. Rồi đúng rồi, ok, đèn chất có, xe này cho bình yếu luôn, các bố đừng có bẻ con là bình yếu nữa nhá. Ok rồi, chuẩn chưa, bình yếu luôn, đạp đủ đạp, ok ok, một con xe mang vào như vậy, ok ok. Rồi thì anh em chuẩn bị giấy bút nhá, mình đọc chân IC này anh em ghi luôn. Mình đọc chân IC này, anh em cần kiểm tra chân nào thì anh em chịu khó nhớ ở trong đó luôn nha. Đó, bởi vì mình quá quen rồi. Rồi, ok. Rồi. Thì bây giờ em cho anh mượn cái máy nhỉ? Có cái máy để hù ma dọa khỉ tí đi. Ok. Hù ma dọa khỉ một xíu. Dòng Futuze này cứ mất lửa, em kiểm tra kích, thay kích là lượm lúa cho nhăn, đúng rồi. Nào thì hiểu sâu. Mẹ nó sông sâu thì sông nó sẽ tín lặng. Đấy. Lúa chín vàng thì lúa sẽ gật đầu. Nhưng nhiều các bạn cứ có cái tôi ghê quá. Ok. Được chưa nào? Bình yếu. View lại cho em trai Nguyễn Ngọc Lâm. Và cho toàn thể anh em thợ máy gặp thì phịch là sau. Alo. Rồi, ok, ok. Đang xếp sắp để về đây. Ok, ok. Rồi, rồi. Lên mấy cái ghế ra trước đi em. Bên mấy cái ghế đỏ đỏ. Rồi, bây giờ, đúng không ạ? Bình điện ắc quy. Nó đang là 9,5V. Chuẩn chưa? Rồi, Nguyễn Thành Lâm, chuẩn con xe của em chưa nào? 9,5V, nếu chuẩn bấm cho anh cái số 1. Lâm ơi, Lâm ơi, cái điện áp của em ngày xưa có phải 9,5V không? Đấy, ok. Đề hay đạp được anh cũng chẳng cần quan tâm. Miễn sao cái quan tâm là cái bình hiện tại chưa đề, chưa có tải, nó đã là 9,5V. Còn khi mà đề xuống, nó tụt xuống còn 9,5 đến 10V cũng cho phép. Ok, y xì chang. Y chang. À, rồi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm lật đề, thì lúc này sẽ cúp nguồn cho cái máy ngay. Bởi vì lúc này có tải, điện áp sẽ sụt xuống còn khoảng 5 đến 6V. Em trai đạp chúng ăn phát. Rồi thôi từ từ, anh sẽ cho anh em xem RPM. Rồi đạp em trai. Rồi không có RPM. Đó. Được chưa? Được chưa? Đạp lại cái nữa cho em trai. Rồi, không có rồi vì em đạp lại ăn phát nữa. Đó. Đó. Ok chưa? Đó. Thì lúc này chúng ta không cần đề, đạp, cái lực đạp nó sẽ mạnh hơn lực đề ở trạng thái RPM dòng quay trên 500 vòng trên phút nha. Lực đạp thì lúc nào cũng mạnh hơn lực đề. Đó là cái quy luật để chúng ta là thợ. Rồi, tốc độ RPM không thay đổi. Không vòng trên phút. Còn thật rồi than vun gốc đến lửa thì ok, nó là vậy, đạp ăn phát nữa em. Rồi. Bình bỏ đây luôn. Em lấy cái gì niêm phong lại cái bình luôn. Đấy, niêm phong lại cái bình luôn đi. Ok, mình sẽ cột lại cái bình đây luôn, siết ốc lại. Bình yếu hả? Nhiều anh em của tôi lại không tin tôi view lại cái này luôn, niêm phong lại cái bình luôn này. Rồi, ok. Đó. Rồi, lúc này niêm phong lại cái bình điện, chúng ta sẽ coi điện áp nó sẽ là còn lại bao nhiêu, 9,5V. 9,5V. Được chưa nào? Rồi, ok. Tiếp tục em đạp lại cho anh. Rồi. Rồi. Ok. Ok.
Rồi, cho anh mượn cái đồng hồ luôn em trai. Anh sẽ đo kích coi còn sống hay không. Rút cái rắc này ra đây. Đấy. Rồi. Rồi, mình sẽ hướng dẫn anh em chạy về chân IC luôn. Có thể các bạn và anh em có thể dùng cái bút ghi. Cái dây màu xanh biển sọc vàng là dây kích. Cái dây này chạy vào chân số 12 của IC. Được chưa? Chân số 12 của IC. Và chân còn lại sẽ chạy vào chân số 23 của IC. 12 và 23 của IC nằm sát nhau. Rồi, chúng ta sẽ đếm. 1. Rồi, 1 nó sẽ là 12V điện áp sau khóa cấp để nuôi IC. Chân số 1, chân số 11, 12 kích và 23. Được chưa? Đấy, 12 và 23 nằm ở đây khá là sát nhau, đó gọi là tín hiệu đầu vào CKB. Đó, tín hiệu đầu vào CKB. Khi chúng ta không thấy RBM như vậy, đó, thì chúng ta phải đo trực tiếp từ đây. Dùng đồng hồ chúng ta đo ôm xem có lên hơn 100 ôm hay không. Và cái kế tiếp nó đo xoay chiều xem điện áp có thay đổi hay không. Nếu điện áp không có thì anh em tháo ra thay cục khiển cho mình ở trong này. Được chưa? Còn cái dòng xe future này nó có hai trạng thái, một là chết luôn là không có RPM. Và trạng thái thứ hai ở trạng thái chạy nóng lên, xe lưng khừng, bởi vì lúc này tín hiệu đầu vào bị yếu thì đương nhiên tia lửa điện đánh ra sẽ không đủ đáp ứng, thì chúng ta cũng thay con kích trong này luôn. Có hai trạng thái chết, một là trạng thái chết luôn thì RBM góc đánh lửa sẽ không vòng trên phút. Ok. Và trạng thái thứ hai là khi động cơ chạy nóng lên điếng kích thì đương nhiên cũng toang. Ok chưa? Đó. Rồi, mình mô phẩm anh em ở đây là thay kích rồi, em gắn lại cho anh nha. Đó, mình đang mô phẩm gắn lại cho anh em. Tắt khóa đi. Rồi, ok. Bật khóa điện. Vẫn không đề được luôn, coi như ở trạng thái điện áp thấp. Rồi. Ok, bởi vì bình hiện tại nó chỉ là 9,5V, bình quá sụt rồi. Chúng ta lại kiểm tra giá trị điện áp khi chúng ta đã thay cục khiển hoặc là đá đứt dây nối lại. Đấy. Ok. Bình ở đây mình xả, nó ở trạng thái kiệt bình luôn. Rồi, kiệt bình thì lúc này chúng ta sẽ dùng máy chuẩn đoán, sẽ bấm không được luôn. Em kích cho anh thêm cái bình một chút xíu nữa. Được chưa? Đây. Đó, điện áp quá nhỏ thì lúc này không thể nào nuôi cho máy được, thì lúc này máy có cảm giác không sử dụng được bởi vì điện áp quá nhỏ. Rồi, để mình kích cái bình lên cái đó. Rồi, em kịch kèm. Rồi, thôi, được rồi. Rồi, thôi. Rồi, em xả cho anh này. Rồi, điện áp lúc này vẫn là 9,5V. Rồi, nhờ em trai đạp giùm anh coi có RPM chưa, đã thay kích hoặc là đứt dây nối lại. Rồi, em đạp. Đó, anh em thấy không? Thấy chưa? Đâu có liên quan gì tới bình đâu. Đó, ok. Lúc này tín hiệu đầu vào có. Tiếp tục em đạp cho anh. Rồi, ok. Thì lúc này các bạn loại trừ cho Đình Tuấn tín hiệu đầu vào ở tưới mâm điện đi lên CKB là từ CKB, là gọi là kích, gọi là cục câm đi lên IC. Tín hiệu đầu vào tốt thì lúc này mới có dương RBM đạp tiếp em. Đó, lực đạp của thằng em này rất mạnh và đồng thời hơi này rất mới, có thể lên tới 700 RBM. Ok, được chưa? Em đạp cái nữa cho anh. Rồi. Thế thôi, là anh em lấy tiền thôi. Đó. Thế là anh em lấy tiền, chẳng có cái gì cả. Ok chưa? Đây, tiếp tục. Rồi, tắt khóa điện đi, vào lại cho anh em. Tiếp tục thử tới thử lui cho anh em. Giờ này, cho nó nổ luôn nè. Động cơ.
Rồi. Dữ liệu. Bình điện. Vẫn 9,5V. Em đạp một phát coi nổ không em trai? Đó, ok. Trời ơi anh em thấy không? Đồ mà nó quá đơn giản như vậy mà mình yếu cái gì hả anh em? Rồi, ok chưa? Rồi, bây giờ mới gọi là cái hay này, anh em làm nghề lưu ý. Tiếp tục em trai. Rồi, bây giờ một con xe khách hàng có hiện tượng mang vào như này thì anh em phải lưu ý cái bang này nhá. Đừng bao giờ chúng ta phải bỏ tiền ra oan. Đầu tiên. Rồi, ok. Ở trạng thái hôm nay là ngày 16 tháng 8 âm lịch. Vừa qua rằm hôm qua. Khách hàng dẫn bộ vào bảo em kiểm tra con xe của anh đạp không nổ. Ok. Được chưa? Thì là một người thợ máy, đầu tiên nó có đèn FI đầy đủ, chúng ta chẳng cần phải bận tâm cái gì cả. Chúng ta kiểm tra điện cao áp. Ok. Kiểm tra cái buji ở đây còn ngon không? Cái chụp. Rồi, chụp ở đây vẫn còn đẹp. Cho phép đậy lại chụp, lấy cái buji để chúng ta mồi. Rồi, lấy cái buji để chúng ta mồi. Rồi thì đầu tiên đây là sẽ là cái căn bản cho tất cả anh em thợ. Anh em thợ mà bắt bận chúng ta phải kiểm tra tiên lửa điện. Em đạp dùm anh em trai. Làm phiền em tí về nhà ăn cơm gà. Rồi. Ok. Mất lửa cao áp. Đó, mất lửa cao áp. Tiếp tục để lúc này chúng ta lại sử dụng cái máy bấm tít tít để hù ma dọa khỉ. Chúng ta kiểm tra tín hiệu đầu vào xem ok không cái đá. Rồi, dữ liệu động cơ lúc này không cần phải đọc xóa lỗi làm cái gì cả, không cần phải reset. Vào luôn dữ liệu động cơ cho mình. Rồi, kiểm tra RPM từ từ, góc mở búng ga tất cả ok, đạp tiếp em trai. Rồi, có RPM, đạp tiếp em trai. Rồi, ok, ok. Thì lúc này chúng ta loại trừ tín hiệu đầu vào tốt, lúc này anh em chỉ cần đi kiểm tra tín hiệu đầu ra. Nhớ tín hiệu đầu vào là kích tốt. À, tốt, tiếp tục. Đố mà em dạy clip này mà thằng nào bảo em dạy sai thì mẹ em tặng luôn 1 tỷ Việt Nam đồng. Nếu thằng nào chứng minh được bắt bận này sai. Em cho anh mượn cái bóng đèn thần thánh một phát. Đầu tiên chúng ta sẽ tắt khóa điện đi. À, tắt khóa điện đi. Ok. Chúng ta di chuyển tới cục mô bình sườn cao áp. Rồi, lúc này anh em sẽ kiểm tra điện áp 12V sau khóa. Tiếp mát cho anh, mát đầu cũng được. Ok. Rồi, lúc này điện áp 12V sau khóa đã có. Này, bóng đèn hơi mờ. Mờ cái này thì anh em sẽ biết ngay giá trị bình điện áp nó sẽ bị yếu, đang tụt. Bóng đèn hơi bị đỏ. Chẳng sao cả, chẳng liên quan gì tới mặt nổ cả. Đúng không? Yếu. Có thể lúc này còn khoảng 8V. Ok, tắt khóa điện. Rồi, lúc này chúng ta lại tiếp tục kiểm tra tín hiệu xung. Lái C cấp cho mô bin. Thì lúc này cái kẹp anh em sẽ đổi vào dương ắc quy cho Đình Tuấn. Kiểm tra bóng led xem sáng chưa, dí vào mát. Rồi, bóng đèn sáng. Lúc này chúng ta sẽ cắm vào đâu? Tín hiệu xung. Đây là cái dây này. Chân số 11 từ mô bin, từ IC cấp cho mô bin. Rồi em đạp cho anh. Bật khóa điện. Rồi. 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 Rồi lúc này tín hiệu xung ra không có. Vấn đề còn hai bước còn lại. Một là đứt sợi dây này chạy lên chân số 11 của IC. Nếu anh em đo thông mạch, vấn đề còn lại chốt là IC chết. Chúng ta sẽ đồng hồ đo thông mạch về chân số 11. Em trai cho anh mượn cái đồng hồ luôn. Rồi. Được chưa? Rồi. Trước khi đo chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ. Em chập hai cái dây lại cho anh.
Rồi chúng ta sẽ kiểm tra đồng hồ. Tít tít. Ok, đồng hồ tít tít. Được chưa? Rồi lúc này anh em sẽ tháo IC ra nhìn ngay vị trí trên đen sọc vàng. Đây, gần chỗ tổng mát, đen sọc vàng. Đó, đen sọc vàng. Rồi em chọn que đo đồng hồ vào. Không tới thì em dùng cho anh cái tăm nhọn này đi. Đây. Đúng rồi. Ok. Rồi, chân còn lại anh em sẽ dùng đồng hồ đo vào nốt cái dây vào mô bin. Thế nào, đang bị mò ve không? Chọt sâu cái dây xuống. Rồi, ok. Rồi, thông mạch. Rồi, lúc này anh em sẽ kết thuận rằng cục IC này đã lên đường. Rồi, ok. Vậy thay IC. Được chưa? Vậy IC này chết. Có nhiều người cũng bảo, ôi giời ơi, không được học, rẽ thay cục thứ hai. Lúc này cục IC này đã chết, chết mặt đánh lửa. IC này được mang ký hiệu KIZV21. Ký hiệu KIZV21. Thì lúc này anh em thay cho Đình Tuấn cục IC mới chuẩn, lắp vào là nổ ngay. Đó, lắp vào nổ ngay. Nhưng anh em đừng bao giờ tiết kiệm thay cho Đình Tuấn thêm cục mô bin sườn. Nếu các bạn không thay, rủi ro rất lớn, chết thêm cục thứ hai là cục mua mới vào. Anh em đã thay được cục IC này nhận khách hơn 1 triệu thì không tiếc tiền gì anh em phải thay thêm cục mô bin sườn này nữa. Thay nhá. Đó, còn các bạn nào nghe mình thì các bạn nghe, không nghe thì đó là quyền của các bạn. Tránh rủi ro khi lắp con mới vào chết. Có thể báo khách thay thêm con này 200.000 hay là bao nhiêu nữa, đó là tùy các bạn. Bởi vì các bạn đã thay con này rồi. Để cho làm gì? Để cho đảm bảo con thứ hai các bạn lắp vào không bị đền oan. Chấm hết cho anh em trong cuộc chơi và kiểm tra tẩu. Ok, là các bạn thay cho Đình Tuấn. Thế thôi. Chốt cho các bạn 100% nếu các bạn nghe Đình Tuấn bảo khách hàng thay luôn con này. Được chưa? Đó. Con này trong này đơn giản hiểu, nó chỉ là cuộn dây sơ cấp và thứ cấp, lâu ở trong này rồi nó sẽ bị già rồi, nó như cái cuộn điện đấy, anh em hiểu không? Đó, cứ hiểu nôm na thế thôi. Hay cho mình, chắn tình trạng rủi ro chết. Nếu chết mặt đến lửa thì các bạn phải thay, phải chưa? Còn chết mặt cầu trì trong này thì các bạn phải thay sạc cho mình. Đây, nếu một ngày nào đó các bạn bật lên phát cầu trì tẩu 15A hoặc là 25A. Đây, 15A, Mai-in 15A. Nếu bật khóa điện lên một phát cầu trì này cháy thì đương nhiên nó do chập dây. Ok rồi thì nó chết ở trong IC này. Thì lúc này các bạn phải thay cho Đình Tuấn con sạc này ngay. Đấy, bởi vì nó quá dòng, anh em hiểu không? Ở trong này sẽ có một con diode bảo vệ điện áp. Nếu trong quá dòng đấy thì con này sẽ ngắt, để nó bảo vệ cái mặt ở trong này thì các bạn phải thay sạc. Đấy. Còn nếu các bạn không tháo ra, các bạn nghĩ là IC này chập, các bạn không thay sạc, không kiểm tra đo sạc ngay khi nổ máy ở RVM 1500, 1600 hoặc là 1300, 1400. Đấy, các bạn vít ga nhẹ lên cái điện áp lên 16-17V nó lại chết tiếp. Nổ cầu trì 15A, kiểm tra dây dựa, thay cho Đình Tuấn con sạc. Còn chết mặt mô bin sườn, thay thêm cho Đình Tuấn con mô bin. Ok chưa anh em? Đồng tình bấm số 1. Đồng tình bấm số 1 trưa nay đi cả nhà. Hết phim về con xe bị mất lửa cao áp, mất tín hiệu đầu vào cho IC thì kiểm tra hai sợi dây kích 12 và 23. Rồi, kích ok thì đo dây. Dây ok thì chết kích. Cứ như vậy, cứ như vậy. Được chưa? Rồi, đây. Thay IC vào. IC này chuẩn luôn, IC này gọi là mô bin này, mô bin zin. Nhá, mô bin này gọi là mô bin zin, anh em có thể lắp cho tất cả những dòng xe ga dây ngắn A Black Lead zin này. Rồi thay IC đi em.
Rồi em thay xe cho anh đi. Rồi em thử lại tín hiệu xung cho anh em cái đã. Được chưa? Bình mới bọt. Rồi thay xe. Rồi em đạp cho anh. Đó anh em thấy tín hiệu xung không? Đó. 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 Ok, thay xe xong. Nhưng mà thay cục mô bin. Mô bin này gọi là mô bin zin nha anh em. Cái gì mình bảo zin là zin, lô là lô nha. Mình sẽ đo cho anh em coi này. Và cục mô bin này mình cầm trên tay mình biết ngay nó sẽ là zin hay là lô. Anh em nào cần ủng hộ vài cục nha. Cần mô bin sườn ủng hộ vài cục. Rồi mình sẽ để thang đo 200. Đo cuộn sơ cấp. Mô bin sườn này về nhà anh em lắp cho A-Black, lắp cho tất cả loại xe, loại mô bin sườn dây ngắn. Rồi 2,6 ohm. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, 2,6 ohm. Đây. Đó, 2,6 ohm. Đúng tiêu chuẩn luôn nha, mô bin này zin. Zin đét luôn anh em. Nhân tay. Rồi mình nhả, mình sẽ đo cuộn lên một bậc thứ cấp để thang đo 20 kilo ohm, gọi là 20 ký. Hai cái đầu này anh em tùy chọn bất kỳ một đầu nào cũng được, đo với đầu còn lại đánh lửa ra mô bin sườn cao áp 10,5 ký. Rồi anh em nào cần về mô bin này thì comment luôn cho mình nha. Chuẩn sơ cấp 2,6 ohm, thứ cấp nó sẽ là khoảng 10 ký rưỡi. Rồi nhấn nút. Rồi lúc này thay mô bin sườn. Có thế thôi mà, thì anh em cuộc đời này anh em ngông con đi xe chết lần nữa thì nó không bao giờ chết. Được chưa? Lúc này anh em nó mong nó chết nó cũng không chết, bởi vì anh em làm đúng bài đúng bản. Những cái gì mà thì toán chỉ nó không bao giờ gọi là tục tiểu đâu anh em ạ. Về nhà nổ máy giao cắt hàng trong tim không bao giờ bị sợ đập, tim kêu loạn xạ. Hay nè. Nghe đói bụng rung hết cả chân tay rồi. Ok. Đó, trời ơi, chụp này lên đường nữa quá. Trời ơi, chụp mà. Trong kia cái chụp nào em? Rồi chụp. Chụp mới chặt chẹt hay luôn. Đây, cái chụp Fuji đây em trai ơi. À. Chụp mà, chụp ở trong cái bì kìa, trong hộp kìa trai. Rồi, chụp Fuji 15k một cái. Dọn đồ đi, rửa tay đi, ăn cơm em. Đạp cho anh phát cái nổ. Con này mới làm máy nha anh em. Làm máy vào garanti phải đổ thầm thì như vậy nha anh em.
Nó nhẹ thế em. Em thả em cho em thả 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 dép coi nó có rớt nó có nổ không nào. Hết pin. Hay không? Mọi người cho em cái thả like. Đấy, thay mô pin nhá, mọi người nhá. Nè. Zin dead. Mô pin này zin lên anh em. Zin lâu lâu mới đớp được vài cục. Mẹ đẹp không? Đấy, đấy, cứ gọi mà lượm lúa đi coi cái gì này. À, chỉ có này chết máy rồi này. Chết máy này. Mất tín hiệu đầu vào cho IC chân số 12 và 23, anh em nhớ cho rõ. Nha, 12 23. Rồi hai chân này chân mát này, đèn này, đèn này. Hai chân kích của nó là chân màu xanh biển sọc vàng và dây trắng sọc vàng nha, vàng sọc trắng này. Đây hai dây chỗ này là hai dây khiển này. Chân này chạy vào chân 23 của IC này. Chân màu xanh biển sọc vàng chạy vào chân số 12 của IC này. Đấy. Được chưa? Đấy, trắng sọc vàng. Chạy vào chân 23. Đấy, ở dưới mâm điện đi lên. Quay ngược cái rác lại. Nó sẽ nằm bên dưới. Quay thẳng cái rác này lên trên, nó sẽ là ở dưới quần điện. Hai chân này. Đấy. Ok. Nếu tín hiệu đầu vào ở đây có rồi thì phải đo xem này cái rác có bị mo ve hay không. Rồi xong tiếp tục mở cục IC này ra. Đo về chân 23 và chân số 12 xem thông không. Không thông thì đi dò dây nối lại. Ở đây hôm nay cái view này mình hướng dẫn cho mọi người ở trạng thái IC có hai dạng trạng chết. Một là chập cháy cầu chì 15A, ở đây kiểm tra dây ok. Thì đương nhiên lúc này chết IC. Bởi vì nó chết mặt nguồn ở trong này, chập mặt nguồn trong này. Đấy, chập mặt nguồn bởi vì lúc này điện áp quá cao. Đấy, con diode bảo vệ điện áp nó sẽ tắt ngắt và nó sẽ có một cái cầu chì dán. Đấy, gọi là không ôm. Cứ hiểu nôm na là cầu chì dán. Thì anh em phải thay sạc. Thấy chưa? Thay sạc. Còn nếu nó chết mặt đến lửa, từ chân số 11 đi ra, thì anh em phải thay cục ôm bi sườn này. Đừng tiếc. Và trên đời này lại có nhiều anh em sờ vào cục bôi sườn này thấy nóng mà các bạn lại vẫn lì, các bạn không chịu thay, các bạn lại cố tình nhét con IC vào, nó lại chết tiếp mặt đến lửa ở đây. Nếu cục IC ở trạng thái chập nóng nó phá ban mặt đến lửa, còn nếu ở trạng thái sạc quá dòng quá áp thì đương nhiên nó sẽ bích ở đây, iốt bảo vệ giá trị điện áp. Và đây sẽ có một cái cầu chì dán không ôm. Thì anh em không có cái này, anh em có thể cấy một sợi dây đồng nhỏ vào và bậy cho thì Tuấn một cái này lên, một cái chân này lên, thì lúc này quá điện áp nó sẽ không bảo vệ nữa thôi. Còn anh em nào có thì anh em thay vào. Đây là chết mặt mô bin đánh lửa. Được chưa? Còn đây, à đây nó sẽ là chết mặt sạc quá dòng. Sorry anh em. Đấy, sạc này lên có thể 16, 17 phôn, con này bitch. Còn chết mặt bôi sườn là ở con này. Chập mô bin, đắn bung con, bốc phét. Con 408, MN4008. Thì các bạn phải thay cho đi Tuấn con mô bin. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đón chào, theo dõi cái video mình đã làm lại cho Nguyễn Ngọc Lâm để cho anh em có một cách nhìn nó khác biệt hơn.
Rồi anh em nào cần về cục mobi sườn, hôm nay cũng là cái ban nó khá là hay buổi trưa nay. Nói chung là trên mạng có cái gì hấp dẫn thì đương nhiên mình sẽ view lại cho mọi người, để mọi người có một cái giá trị mọi người làm được. Làm được thôi. Không có gì gọi là cái to tác ở trên cuộc đời này cả. Cái quan trọng là các bạn làm được thì các bạn sẽ thành công. Đấy. Còn bây giờ cứ nhét cục mobi sườn này treo trên cổ thì nó ô xì kê ngay. Được chưa? Đấy. Các bạn cứ nhét mobi này các bạn treo lên cổ, nó bỏ lửa không dám hẳn. Chết IC thì thay vào luôn. Đặc biệt đề từ nha, thì các bạn không thay thì các bạn lại bị ăn hẳn. Rồi, cảm ơn mọi người. Tổng chào. Cái clip tới đây xin phép tạm dừng. Like, chia sẻ, thả tim. Che một bộ làm lại sang inbox Zalo, tất cả mọi người cần cái gì hãy liên hệ Zalo. Mệt quá rồi mọi người. Hàng hóa bữa nay anh em đặt nhiều quá, đang phê cái bộ nào. Thank you. Đi về. Về ăn cơm. Mẹ nói nhiều viêm hết họng anh em ạ, khản hết họng rồi. Đấy, chia sẻ những cái đón chào của anh em, hy vọng rằng anh em luôn luôn đồng hành và ủng hộ mình là vui rồi nha. Tất cả anh em học xăng anh em đều được vào trong cái nhóm group nha. Không có gửi video nha anh em. Trong cái nhóm học. Trong cái nhóm học cho anh em về mình sang con.